Một thiết kế áo dài với gam màu xanh bơ phối với lại chân váy màu vàng rất là sang trọng tới cho các chị yêu nhà mình đây ạ. Cuối năm rồi, gam màu này sẽ được rất là nhiều các chị nhà mình săn đón. Nếu mà trong tủ đồ của mình chưa có gam màu này, mình có thể bổ sung ngay cái mẫu này vào trong tủ đồ nha. Đây ạ, phía trước và phía sau của áo dài dạ hội. Với thiết kế áo dài dạ hội 2 trong 1, mình có thể vừa mặc đi họ, đi đám cưới, làm xui, tiệc tùng sự kiện đều được luôn ạ. Với nhiều size cho các chị nhà mình, từ 45 tới 75, 76 cân sẽ có size ạ. Yên tâm để lại số điện thoại dưới bài viết để nhân viên nhà duyên dáng tư vấn cho các chị nhà mình nha. Với thiết kế cổ tròn, tay dài, phần viền của mình sẽ được viền kết đá pha lê, hoa kết ở trên nền đầm và thiết kế thủ công cao cấp tới cho các chị nhà mình đây ạ. Thiết kế áo dài dạ hội rất là sang trọng cho các chị yêu nhà mình đây ạ. Với mẫu áo dài này mình có thể mặc đi họ, đi đám cưới, đi làm xui, tiệc tùng sự kiện rất là sang ạ. Tông màu đỏ đô, đỏ hoa hồng, phía phần chân váy của mình sẽ phối với lại gam màu vàng nghệ. Một sự phối màu rất là tuyệt vời đến từ nhà duyên dáng cho các chị nhà mình đây ạ. Mẫu này sẽ có đủ size cho các chị nhà mình, size M, size L, XL, 2X và 3XL. Trên nền chất liệu vải tầm Ý thì chiếc áo dài của mình sẽ rất là mềm mại, rất là thướt tha và rất là thoáng mát tới cho các chị. Cũng như là thiết kế phần tay của mình sẽ là tay ren, dáng dài, vô cùng sang trọng và thanh lịch ạ. Phần cổ của mình được kết chỉ tay rất là chắc chắn luôn, một thiết kế thủ công rất là sang trọng bắt mắt. Chị nào yêu thích mẫu này tranh thủ đặt hàng sớm giúp em nha. Mẫu này hiện tại số lượng còn rất là ít, tranh thủ lên đơn sớm để nhận ngay sản phẩm này về tủ đồ của mình nhé. Rồi em xin chào tất cả các chị vừa mới vào livestream mới nhất của bên nhà duyên dáng ạ. Gam màu em đang mặc là gam màu xanh rêu, xanh lá cho các chị yêu nhà mình. Một gam màu rất là sang trọng, một gam màu rất là trẻ trung và một gam màu rất là nổi bật cho các chị yêu nhà mình luôn đúng không ạ? Với chất liệu vải tầm Ý, một nền chất liệu vải rất là mềm, vải mịn, không nhăn cho nhà em nha. Mẫu này thì em sẽ làm màu phối, ở phía ngoài của em là màu xanh rêu ạ. Phần chân váy của mình sẽ là chân váy 2 lớp và có màu vàng nghệ cho nhà em nha. Phía trước và phía sau đây ạ. Mẫu này của nhà em được thiết kế dáng eo cao, phần cổ của mình sẽ là làm cổ tròn kết tỉ đá pha lê cao cấp cho mình ạ. Hoa và đá được kết chỉ rất là chắc chắn cho các chị yêu nhà mình nha. Đầy đủ các size với rất là nhiều tông màu khác nhau. Mình cùng coi hết ở trong video này để coi hết được hết tất cả các màu. Mẫu này màu nào tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 074 với mức giá sale cho các chị nhà mình ngày hôm nay. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Gam màu xanh đen, một gam màu sẽ giúp cho các chị nhà mình rất là gọn gàng nè. Và đây là một gam màu tối, sẽ làm cho họa tiết của chiếc đầm vô cùng nổi bật luôn đấy ạ. Chị nào đang tìm kiếm những chiếc áo dài, những chiếc đầm dạ hội với thiết kế sang trọng, mặc đi họ, đi đám cưới, làm xui, những tông màu tối nhưng mà không bị quá đơn điệu thì mình có thể lấy ở ngay bộ này cho em nha. Phần ở tà sẽ là màu xanh đen ạ, ở phía trong lớp lót sẽ là tông màu vàng nghệ. Đây em quay một vòng cho mình. Chất liệu vải tầm Ý rất là mềm mịn, thướt tha cho mình. Họa tiết được kết được bằng chỉ rất là chắc chắn cho mình nhé. Họa tiết đá và hoa được kết chỉ rất là chắc chắn trên nền đầm. Và cái chất liệu vải này sờ nó rất là mát cho các chị yêu nhà mình luôn đấy ạ. Size M tới size 3XL. Các chị lúc mà mình đặt hàng á, mình đo kỹ giúp em cái số đo vòng eo nha, để bên em tư vấn size vừa vặn và phù hợp cho các chị yêu nhà mình. Mẫu này đã gần hết hàng rồi, cho nên là các chị yêu nhà mình nhanh chóng đặt hàng sớm để sở hữu liền tay em này nha. Chị nào cần tư vấn về mẫu này cứ để dấu chấm ở phía dưới bài viết giúp em nhé. Dạ đúng rồi chị ơi, màu hồng ngọt ngào nhất của bộ này cho các chị nhà mình đây. Gam màu hồng này nhìn là cảm thấy rất là yêu luôn rồi đúng không ạ? Tông màu ngọt ngào, tông màu trẻ trung cho các chị yêu nhà mình. Với 7 tông màu cho các chị yêu lựa chọn nhé. Mình cùng coi hết trong video này để có thể coi được hết tất cả các màu. Các chị nào muốn coi màu nào thì nhắn cho em với nha. Dạ em sẽ có nhiều size cho các chị yêu lựa chọn. Em có size M, size L, size XL, size 2X, size 3X và size 3XL. 46, 47 cân, tất khoảng tầm 75, 76 cân cho em nha. Chị nào chưa biết size, cần tư vấn về size cứ để lại cân nặng, chiều cao và số đo eo cho em với ạ. Phía trước và phía sau, khóa kéo sau, thiết kế dáng eo trên giúp ăn gian phần eo cho mình. Phần vải của mình sẽ là vải tầm Ý, mềm mịn rất là và không có bị nhăn cho nhà em nha.
cái phần chân váy này của mình làm tương đối là rộng, cho nên là nó sẽ giúp cho các chị nhà mình che khuyết điểm rất là tốt luôn đấy ạ. Yêu thích mẫu này tranh thủ lên sớm cho em nha. Hiện tại cái màu này đang rất là cháy hàng nè, các chị cố gắng đặt hàng sớm cho em nha. 074 kèm màu kèm số giúp em ạ. Giá sale chỉ vào 1 triệu đồng. Với nhiều tông màu, mặc đi họ, đi đám cưới, làm xui tiệc tùng đều được luôn đấy ạ. Đây ạ, cái gam màu cam sữa rất là ngọt ngào này, rất là trẻ trung và cũng không kém phần sang trọng cho các chị yêu nhà mình luôn đúng không nè. Một thiết kế dáng eo trên và phần chân váy của mình sẽ là chân váy dáng hơi xòe a, rất là thoải mái cho các chị yêu nhà mình luôn nè. Đây ạ, phía trước và phía sau, khóa kéo sau vô cùng tiện dụng. Với gam màu đen này, gam màu hồng, gam màu xanh bơ, xanh lá mạ, gam màu đỏ đô, đỏ hoa hồng, xanh đen và gam màu xanh rêu, rất là nhiều lựa chọn cho mẫu này. Chị nào yêu thích mẫu này màu nào cứ chấm ở phía dưới để nhân viên tư vấn cho các chị thêm về màu, về size cho em nha. Size M tới size 3XL, eo tầm khoảng 95-96 quay trở lại là mình sẽ mặc vừa sản phẩm đây nha. Khi mà các chị đặt hàng lưu ý giúp em mình đo kỹ giúp em số đo eo để bên em căn và lấy size vừa vặn cho các chị nhà mình nhé. Với 7 tông màu cùng cài ở trong video này, ưng mẫu này màu nào tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Hiện tại mẫu này số lượng vải và ren còn rất là ít, các chị tranh thủ mình đặt hàng sớm giúp em nha. Kẻo hết hàng thì sẽ rất là tiếc, tại vì cái này hết hàng rồi thì cái ren này bên em không có chập về được nữa. Mình tranh thủ đặt hàng sớm và lên đơn sớm giúp em nha. 074 giá sale chỉ còn 1 triệu đồng ạ. Dạ rồi, gam màu cuối cùng của bộ này đó là gam màu đen. Một gam màu rất là sang trọng, một gam màu che khuyết điểm cực kỳ tốt nhất của bộ này cho các chị yêu nhà mình đây ạ. Gam màu đen phối với lại chân váy màu vàng sẽ làm cho chiếc áo dài dạ hội của mình rất là nổi bật luôn đấy ạ. Size từ M tới 3XL nha. Các chị nào mà mình chưa biết về size, chưa chắc chắn về size thì đo thêm giúp em cái số đo eo. Eo trên rốn khoảng tầm 2-3cm giúp em để bên em căn size phù hợp cho mình nhé. ML, XL, 2X, 3XL với nhiều tông màu cùng coi ở trong video này, ưng mẫu này màu nào tranh thủ làm đơn sớm cho em nhé. Hiện tại mẫu này đang cháy hàng cho nên là số lượng hàng có sẵn rất là ít, các chị cố gắng tranh thủ lên đơn sớm cho em nhé. Gam màu đen là màu đậm, màu cam, màu hồng, màu xanh lá mạ, xanh bơ, xanh đỏ đô, đỏ hoa hồng, xanh đen và gam màu xanh rêu với rất là nhiều tông màu, với rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Mình đã chấm được màu nào chưa ạ? Chấm được màu nào thì comment ở trong bài viết này cho em mới được không nè.